Xin chào tất cả các bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách chúng ta chỉnh sửa cái khung giấy khen. Đây là cái khung giấy khen mà chúng ta sẽ chỉnh sửa và cho cái khung này vào trong cái mẫu giấy khen của chúng ta mà in, có nghĩa là in giấy khen này. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm Corel, phần mềm Corel. Thì bây giờ mình sẽ làm cái mẫu giấy khen, vài tờ giấy khen cho các bạn xem. Sử dụng cái mẫu có sẵn, cái mẫu này là gọi là cái mẫu Corel, vâng ạ, trong Corel. Và bạn nào cần cái mẫu này các bạn có thể liên hệ mình, được chưa? Liên hệ mình để có một cái mẫu này. Tất nhiên là mẫu này sẽ không miễn phí với các bạn, được chưa? Và đầu tiên chúng ta có một cái mẫu thiết kế sẵn này mở ra. Các bạn xem logo, được chưa? Đây, hi hiệu các thứ. Và bây giờ các bạn sẽ tiếp theo và chúng ta sẽ xem cái quyết định. Đây là của thầy anh. Bây giờ sẽ là quyết định 42QD. Đây này, các bạn xem cái quyết định này này. Đó, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ xem cái quyết định này, chúng ta có tính có thể để sau. Quyết định đây là không phải quyết định KT, được chưa? Quyết định đây là quyết định 42. Rồi, bây giờ đã xong cái này của 2017, đổi thành 2017. Cái này là tháng mấy, chúng ta sẽ xem ở trong này là tháng mấy. Ngày 15 tháng 11, 2017. Được chưa? Ngày 15 tháng 11, 2017. Còn bên này là cũng ngày 15 tháng 11 đi. Tháng 11 2017. Hiệu trưởng vẫn là đây. Được chưa? Tiếp theo là chúng ta sẽ sửa trên này. Xem quyết định ai. Mình sẽ tên cô Quỳnh, Nông Thị Như Quỳnh. Bây giờ chúng ta sẽ cho tên vào trước, hoặc là các bạn sẽ chỉnh sửa cái này trước. Chúng ta chỉnh sửa nha. Nông Thị Như Quỳnh. Nông Thị Như Quỳnh. Các bạn để cái phông ở đây là cái phông Việt Nam Than. Sorry, VNI. Được chưa? VNI. Và cái ở trên này nó cũng phải là VNI. Các bạn thấy chưa? VNI. Cái đầu ấy. VNI. Được chưa? Các bạn xóa đi, các bạn đừng có xóa hết. Các bạn xóa hết là nó sẽ bị mất phông. Được chưa? Các bạn kéo cái này qua đây một tí. Đây là nữ thì mình nghĩ là nữ, nữ thì gọi là bà. Các bạn chú ý nha. Nữ thì gọi bà. Sẽ để to một chút. Và ở dưới này chúng ta sẽ làm sao? Ở dưới này chúng ta sẽ đi là giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội cấp trường 2017. Phải không ạ? Các bạn hiểu rõ chưa ạ? Đây các bạn cũng có thể ghi là đợt 1 vào đây. Được chưa ạ? Đợt 1 vào đây. Bạn chú ý này, giáo viên các bộ môn khoa học xã hội. Mình chỉ ghi là các bộ môn khoa học xã hội. Các bạn xem ở đây này, ở trong cái bảng biểu này này, ở bảng biểu cái danh sách này này, thì không yêu cầu bộ môn. Thì các bạn biết ngay là các bạn sẽ không bỏ bộ môn vào đây. Được chưa? Các bạn hiểu rõ chưa? Sẽ không bỏ bộ môn vào đây, không ghi rõ bộ môn nào cả, chỉ nói là khoa học xã hội thôi. Thì mình cũng có thể ghi là giáo viên, nếu mà có bộ môn gì thì các bạn ghi là bộ môn. Còn đây là không có bộ môn thì các bạn chỉ cần là giáo viên đạt thành tích tại hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội. Các môn khoa học xã hội thì nó gọi là các môn
không nói một bộ môn cụ thể nào thì các bạn cũng có thể là ghi là các môn khoa học xã hội ở đây là y gì nguyên cái này vào cũng được. Giáo viên đạt thành tích xuất sắc. Các bạn xem này, giáo viên đạt thành tích tại hội thi giáo viên dạy giỏi. Rồi vâng ạ. Giáo viên vậy ạ. Các môn. Các bạn ở đây các bạn cũng có thể là viết tắt ở đây, ví dụ như khoa học xã hội chẳng hạn. Khoa học xã hội. Khoa học xã hội. Giáo viên dạy giỏi, ở đây các bạn cũng có thể viết tắt giáo viên dạy giỏi. Ở đây nè các bạn, đây này các bạn có một cái phông chữ này, mình tí mình sẽ nói sau nhá. Giáo viên là giỏi, giáo viên dạy giỏi. Ở dưới này thì các bạn cũng ghi là 2017 2018. Các bạn cũng có thể ghi là đợt 1 hoặc là không cần được. Là không cần được. Các bạn ghi là cấp trường. Đấy, cấp trường. Được chưa? Cấp trường. Cấp trường năm học có rồi. Không cần ghi. Các bạn cũng có thể ghi là đợt 1 2018, cấp trường đợt 1 2018. Được chưa? Cấp trường đợt 1 năm học 2017-2018. Còn ở đây ấy thì các bạn ghi là ở đây ấy, có một số phông. Cái phông này viết chữ hoa thì nó khó coi, thì các bạn có chuyển về tham mưu của mạng. Sau đó các bạn sẽ để cái phông này bé xuống một túi. Ước chừng mình để khoảng 30 đi. 30 được chưa? 30 được chưa? Enter. Ở bên này chúng ta cũng thế, chuyển về thông tham mưu của mạng cũng được. Sau đó chúng ta sẽ để thành phông trăm miloman, chúng ta sẽ để thành 30. Đó, để thành 30. Để thành 30 ấy, thì bây giờ chúng ta sẽ để cái này thành 27. Enter. 27 được chưa? Cái này cũng để, chúng ta cũng để thành 27. 27 đi. 27. Được chưa? Ok, enter. Được chưa? Thì cái chữ này ấy nó không được chuẩn cho mấy, bạn thấy chưa, cái phông của nó nhìn nó không được có coi. Thì các bạn cũng có thể là làm như thế nào, các bạn cũng có thể ghi như sau này. Mình bây giờ mình chuyển sang phông tham lưu này, tham lưu cho nó chuẩn phông với phông cái này, mình sẽ ghi là cũng được mà các bạn. Viên giáo viên dạy giỏi các môn, được chưa? Thì giáo viên dạy giỏi sẽ xóa ở đây này, xóa ở đây đi. Ghi là các môn khoa học xã hội, đi là các môn khoa học xã hội này. Còn ở đây chúng ta xóa cái này đi,
Ừ đã, máy của mình đỡ quá. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái phông này, đúng là cái phông này mình sẽ chỉnh thành 28. Giữa mình cũng ghi là trường năm học 2017, năm học 2017 2018, được chưa? Cảm thấy giống chưa? Đó, nó như thế này này. Rồi, đại khái như thế này. Rồi kéo qua. Kéo cái này lên. Được chưa? Rồi kéo qua. Kéo qua. Kéo xuống một tí. Một tí thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái này xuống một tí này. Đấy. Cái này chúng ta cũng có thể cho xuống một tí. Đấy. Kéo nhiều quá nó sẽ bị méo chữ ở đây, hiểu rõ chưa ạ? Kéo nhiều quá nó bị méo chữ. Đấy. Giáo viên đạt thành tích tại hội thi giáo viên dạy giỏi các môn khoa học xã hội, hiểu chưa? Xem kỹ nha. Cấp trường năm học 2017-2018, ghi rõ là thì các bạn có thể đợt 1 năm học 2017-2018, được chưa? Cấp trường đợt 1. Như giáo viên đạt thành tích tại hội thi giáo viên dạy giỏi. Đấy, như này cũng được. Được chưa? Đó, chỉ như thế này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái phông, cái khung của nó. Cái khung ngoài của nó sẽ là khổ 26 x 36 cm các bạn chị nhé. 360 x 260 260, và các bạn bấm phím enter. Vậy ạ, 260 x 360 mili. Vậy ạ, 260 x 3. Bây giờ các bạn sẽ mở cái này ra, và các bạn chú ý này, không phải cái mẫu nào cũng giống nhau. Cái logo của giáo dục này và cái logo ở trong này này, vậy ạ, cái trống đồng ấy nó khác nhau đó. Đấy, đã thành tích đấy thì giáo viên dạy giỏi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là làm sao chúng ta sẽ xem polling thôi. Bây giờ các trước khi polling ấy, thì các bạn sẽ in cái này lại này. 2010 2017 2018, được chưa? Bây giờ các bạn cũng có thể ghi vào năm 2017, năm 2017 là trường trung học phổ thông Bình Đồ, được chưa? Lưu lại, chọn save lại, được chưa? Chọn save lại, đã lưu xong. Bây giờ chúng ta chỉ cần in ra thôi, xem tên 1, 2, 3, 4 người, được chưa?
mình sẽ Ctrl P và chọn máy in của chúng ta và chọn Prototype. Ở dưới này ấy thì chúng ta sẽ chọn khóa 3 cũng được. Các hiểu rõ chưa? Chọn khóa 3 cũng được. Ở phần menu này thì chúng ta sẽ tăng màu vàng lên, bởi vì là nó là hệ số màu vàng mà vẫn ở mức star thôi. Được chưa? Tăng màu vàng lên. Chọn OK. Ở này chúng ta khổ ngang, chọn ngang, chọn Allow Blink Setting, có nghĩa là mặc định ở cái con số này. Chọn Apply, Blink Allow Review. Sẽ kéo xuống một tí, kéo xuống góc ấy. Đấy, nó sẽ ăn ở góc. Và tí nữa chúng ta cắt ra cái khổ giấy A3. Bây giờ chúng ta đang không có khổ 26x36 ấy. Chúng ta kéo xuống góc này. Và chúng ta sẽ tí nữa chúng ta sẽ cắt. Chỉ cần cắt hai bên, cắt một góc bên này và cắt một góc ở dưới này. Được chưa? Và bây giờ chúng ta Ctrl P là nó sẽ in. Đó. Chờ vài giây sẽ in ra. À, còn lưu ý ở chỗ quạn một chỗ, ở đây một chỗ này, các bạn muốn in nhanh in chậm ấy, một standard là một chế độ chợ bình thường. Còn ở hai chế độ in ảnh, chế độ nhanh. Ở đây các bạn chọn cái khổ giấy là in ảnh thôi, khổ giấy photo paper ấy. Còn ở in bình thường các bạn có thể chọn khổ giấy bình thường được. Bây giờ chúng ta sẽ tắt đi. Colen cũng bị lỗi. Thấy chưa? May mà lúc nãy mình đã lưu lại colen đấy các bạn. Mình hiểu chưa? Đó, nó hay bị lỗi kiểu này, chúng ta cần phải cẩn trọng. Chúng ta sẽ làm lại. Bây giờ mình sẽ đổi lại phông VNI này. Phông này bởi vì là phông này mà nó đẹp. Bây giờ mình sẽ đổi thành nguyên. Được chưa? Rồi, mình đã được một tờ rồi đó các bạn. Cái này hình như xít quá thì chúng ta có thể lùi xuống một tí. Để kéo lên một tí này. Chưa? Đó. Đối với những bạn nào in nhiều ấy thì các bạn có thể sử dụng cái phần mềm tự động, có nghĩa là tự động chỉ cần đánh tên vào thì nó in cho chúng ta luôn. Nhưng mà chúng ta cũng có thể in bằng tay nha. Được chưa? Rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ in lại. Mình sẽ phải setup lại cái máy in của mình. Bởi vì máy in lúc nãy mình đã mặc định lại rồi các bạn. Bây giờ mình không cần chạy nhiều. Mình sẽ kéo xuống bên góc này. Ctrl P và chọn Blink. Được chưa? Đó. Sắc nha. Được chưa? Các bạn bấm phím Ctrl P và cho bạn chọn OK. À sorry, nhầm các bạn không? Mình đã nhầm cái máy in ở bên kia. Chọn cái máy in của chúng ta vào máy in này, chọn up đi, chọn
Bây giờ về chọn OK. Xong, chúng ta đã làm xong rồi ạ. Và bây giờ các bạn có nhiều, các bạn cũng có thể làm. Có rất nhiều người in rất là nhiều, các bạn in mấy trăm tờ một ngày cơ. Đấy, chúng ta in bình thường thế này. Thì bạn tính kế như này. Rồi các bạn có in nhiều, các bạn có thể setup nhiều tên khác nhau và in ra. Đó. Và đó là cái cách chúng ta đã làm xong. Còn bây giờ ấy thì có bạn, một số bạn cần cái mẫu này. Các chú ý này, có một số bạn cần cái mẫu Corel. Đây là toàn bộ cái mẫu Corel chúng ta đã được thiết kế sẵn full. Đây là full của mình đã active và giải ra, nó rơi tầm khoảng 4,38GB. Toàn bộ những file mẫu thiết kế, mẫu thiết cưới này được chưa? Đó. Toàn bộ những mẫu này ở trong này có toàn bộ tất cả thiết cưới đây, bạn thấy chưa? Đó, tất cả rất là nhiều mẫu, hàng trăm, hàng chục, hàng ngàn, mấy ngàn mẫu ở đây. Được chưa? Thì mình đã bun cho một cái đĩa DVD. Được chưa? Và mình sẽ cho các bạn, những người mà nó quan tâm và nó cần thiết nhất cái mẫu, cái file dùng trong in ấn bên cái lĩnh vực Corel. Thì ở đây có hết, có tất cả các logo, biển hiệu, quảng cáo, có hết ở trong này các bạn ạ. Về các bạn chỉ cần mở ra và các bạn thêm chữ, thay đổi địa chỉ cái thứ đi là được. Còn khung ấy thì nó có hết rồi. Và cái file này thì các bạn sẽ mất một khoản phí nhất định. Thì cái này thì tùy các bạn thôi, các bạn thích thì các bạn có thể là mua một cái phôi với cái data của nó rơi tầm 4,38GB. Khoản phí cho toàn bộ cái file phông này sẽ là, giá của nó sẽ là 1.500.000 đồng. Được chưa? 1.500.000 đồng. Hình thức thanh toán như nào? Các bạn có thể thanh toán qua tài khoản PayPal của mình. Tài khoản PayPal, được chưa? Tài khoản PayPal đấy, được chưa? Đó. Thứ hai là các bạn chuyển tiền vào trong tài khoản ngân hàng cho mình. Được chưa? Chuyển tiền vào trong tài khoản ngân hàng của mình. Được chưa? Các bạn để lưu ý, khi các bạn chuyển tiền qua PayPal, các bạn để rõ họ tên, địa chỉ để mình gửi, có thông tin để mình chuyển đĩa cho các bạn luôn. Mình chuyển phát nhanh thì nhanh lắm các bạn. Tài khoản ngân hàng cũng thế. Các bạn điền rõ cái địa chỉ các bạn gửi tiền và họ tên của các bạn. Được chưa? Khi các bạn chuyển tiền xong thì mình sẽ làm sao? Mình sẽ biết được thông tin và mình sẽ chuyển cái đĩa cho các bạn. Hoặc là các bạn muốn chính xác và muốn nhanh hơn nữa thì các bạn có thể gọi cho mình một cuộc điện thoại, hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại của mình, hoặc là gọi vào cho mình một cái, gọi vào cho mình luôn đi, được chưa? Gọi là gọi, sau đó các bạn gọi thông tin chuyển tiền như thế, hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại là, hoặc là gọi trực tiếp vào số 0167302788, được chưa? Đó, gọi trực tiếp vào cái số đó, hoặc là qua email cuongdongcomputer@gmail.com. đó, và mình sẽ làm xong các thủ tục ấy, thì mình sẽ chuyển đĩa cho bạn. Mình chuyển qua cái đường chuyển phát nhanh của Viettel, được chưa? Hoặc là của các bưu điện thì nó hầu như nó đến tận nhà cho các bạn luôn, được chưa? Đó, rất là nhanh. Đó là cái thông tin để nhận cái mẫu file Corel này. Đó, bạn chú ý nha, mẫu file Corel này, tất cả trong này có hết các bạn. Trước đó thì mình cũng đã phơi đi với các bạn ở trong cái trang Blogspot của mình ấy, một vài mẫu thì các bạn cũng có thể lấy một vài mẫu này về làm cũng ok, rất là ok, nó rất là chuẩn rồi, được chưa? Đó, rất là chuẩn rồi. Còn chữ lồng ấy, chữ lồng ở trong này ấy, nó cũng có rất là nhiều, có tất cả các chữ lồng, tất cả các chữ lồng. Về các bạn chỉ cần gắp ra mà xài thôi, được chưa? Chữ lồng là gì? Chữ lồng là ví dụ chữ lồng giữa hai, ví dụ DH chẳng hạn, DV chẳng hạn, KV chẳng hạn. Đó là các bạn có hết. Các bạn những cái này ở trên internet không bao giờ có đâu các bạn. Các bạn tìm ở trên internet xem có không. Được chưa? Không có. Đó, các bạn cần phải sáng tạo ra. Internet là không bao giờ có. Và cái chữ lồng này các bạn thấy như nào?
chú lồng này. Đợt trước là mình cũng chia sẻ với các bạn một số bạn đây này, chú lồng này, HT này, đó cái chú lồng như nó như này cơ mà. Các bạn thấy chưa, chú lồng của nó lồng qua cái chữ H này này, vòng qua, các bạn thấy chưa, đấy, đó. Bạn chú lồng này đầy chỉnh sửa này, mình đã có rất nhiều video hướng dẫn rồi. Can chôn U đồng nghĩa với việc là các bạn nháy chuột phải và đây chọn ungroup lại, ungroup cả toàn bộ cái object này lại, lấy vùng chọn và ungroup tất cả toàn bộ cái object này lại. Và lúc đó thì các bạn sẽ thấy một cái object ở đây và các bạn kích nút chuột vào đây, lúc nó chuyển sang cái định dạng chỉnh sửa nâng cao. Có là chúng ta chỉnh sửa, chúng ta có thể thay đổi cái hình vẽ này được, các bạn thấy chưa? Đây này, chúng ta có thể vẽ cánh hoa này được. Bạn thấy chưa? Đó. Và các bạn chỉ cần là các bạn lấy về các bạn chỉnh sửa luôn. Các bạn không cần phải vẽ như này bởi vì các bạn không có cái đồ họa tốt. Được chưa? Các bạn không cái giá các bạn vẽ được nhưng mà nó rất là mất thời gian các bạn. Đa số người ta sẽ mua lại những kiến thức như này về, các bạn chỉ cần thêm thay đổi đi thôi. Đó, chứ các bạn một ngày các bạn ngồi vẽ cánh hoa này chết, được chưa? Đó. Đấy. Cái này vẽ nó cũng phải có một cái tay nghề và có một cái trí tưởng tượng để vẽ những cánh hoa đẹp như này các bạn nhé. Đây là những cánh hoa người ta sử dụng cái phần mềm này để vẽ đâu các bạn. Vẽ trực tiếp ở trên phần mềm này luôn. Đấy, các bạn sẽ đổ lại màu cho nó, đổ màu bên trong này. Được chưa? Các bạn sẽ điền vào cái form ở dưới này để thanh toán. Bạn nào thanh toán qua PayPal ấy thì các bạn có thể điền vào cái form ở dưới phần description của video này, sẽ có một cái form dẫn vào trong cái tài khoản PayPal của mình. Đó, các bạn click vào đây này, các bạn thấy chưa? Đó. Ở cái cánh hoa này này, thấy chưa? Click vào đây đổ được màu trắng này. Chuột trái thì trắng, chuột trái thì đánh vào bên trong, còn chuột phải là đánh vào bên ngoài. Có nghĩa là đổ màu ở bên trong và đổ màu bên ngoài ấy các bạn. Đây là đổ màu bên trong. Trời, từ. Bên này này, đấy, đổ màu bên trong. Đây là đổ màu bên ngoài, đổ màu bên trong, thấy chưa? Đổ màu bên trong, đổ màu bên ngoài. Bây giờ mình sẽ, hoặc là phím tắt của nó là Ctrl U để ungroup, có nghĩa là mở cái object đó lại. Có nghĩa là chúng ta mở object rồi chúng ta sẽ kiểu như chúng ta sẽ tách rời tất cả các object lại, kiểu như ăn cái chữ lại ấy. Giống như video ấy, khi các bạn muốn hai cái âm thanh nó tách ra thì không có phải ăn được. Video thì chúng ta sử dụng cái cụm từ đó ăn link lại. Đó, kích nút vào đây thì nó thấy đánh được một cái. Đó. Các bạn hiểu rõ chưa ạ? Đó, như này chúng ta đã có một cái chữ lồng. Ở đây còn một tí nữa này, đây này. Thấy chưa? Cho một trắng vào. Đấy thì nó mới giống chữ lồng. Và bây giờ chúng ta chỉ cần ghép cái chữ lồng này vào trong cái chữ ở bên kia là được. Các bạn hiểu rõ chưa ạ? Đó. Đó là cái cách mà chúng ta chỉnh sửa thiết kế và làm cái chữ lồng cực kỳ đơn giản. Được chưa ạ? Đó, do mình đã thiết kế sẵn rồi, các bạn không cần phải viết lồng chữ này kiểu này như thế nào đó. Thực ra có những chữ mà nó những tên mà nó không hay có thì chúng ta cần phải làm sao các bạn? Không hay có thì chúng ta cần phải thiết kế lại. Được chưa? Nhưng mà nếu mà có rồi thì mình không cần phải thiết kế lại nữa, mình chỉ cần chạy như này là được. Đó. Có ở trong này này, được chưa? LV này, đó có hết. Đó, nếu mà có rồi thì chúng ta không cần phải thiết kế. Còn nếu mà không có thì bạn cần phải kéo bắt cúp lại. Đó. Đấy. Còn thấy chưa ạ? Đấy. Đấy, đổ màu bên trong, còn màu bên ngoài này, bạn thấy chưa? Đó, muốn đổ màu bên ngoài chúng ta, muốn đổ màu bên trong chúng ta nhảy chuột trái và đổ màu bên ngoài chúng ta nhảy chuột phải thì nó sẽ đổ màu bên ngoài. Đấy ạ. Và muốn cái object này to lên ấy thì chúng ta
chúng ta sẽ chỉnh sửa phần object, thì chúng ta vào phần object và drop type. Các bạn muốn chỉnh cái viền đỏ, viền vàng của nó to lên ấy, thì bạn kích vào đây này. Cái viền của nó là 2.5p này, pt này, chúng ta đổi lên 1.5 thì nó sẽ to lên. Cái viền ở ngoài các bạn, chúng ta muốn chỉnh cái này lên thành 8 thì nó sẽ to lên phải không ạ? To lên thì nó nhìn nó không được đẹp. Đó, các bạn cũng có thể chỉnh sửa như này, các bạn lưu ý nhá. Đấy, các bạn thấy cái viền ngoài của nó chưa ạ? Đó, có rất nhiều chức năng hay của cái phần mềm đồ họa này nếu mà bạn nào làm nhiều ấy. Đó, đó là cách chúng ta, cái này chúng ta lấy về chúng ta cũng có thể chỉnh sửa và thiết kế online trực tiếp luôn. Đấy ạ, có một số công ty ấy, họ chuyên thiết kế in ấn online này các bạn, rất là hay. Đấy, họ thiết kế chuyên đi thiết kế online như này cho các công ty, công ty logo thứ đó. Rồi ok các bạn nha, và các bạn nhớ xem thông tin ở dưới cái phần description của mình, và hẹn gặp lại với các bạn những video lần sau, và chúc các bạn một ngày làm việc thành công và tuyệt vời. Bye bye các bạn.